cái giai đoạn đầu tiên này á, thì dù bạn học học tiếng Anh 5 năm, 10 năm hay 20 năm thì nó cũng giống như các bạn mới học giai đoạn đầu tiên y chang lại, bởi vì là xóa sạch. Và những cái bạn mà mới học ban đầu á, lại có lợi thế hơn các bạn đã học nhiều năm rất là nhiều, bởi vì là họ chưa có ý tưởng gì hết á. Bây giờ là họ xây bao nhiêu là những cái viên gạch nó tròn trịa, nó vuông vức bấy nhiêu thì là nó sẽ là thuận lợi hơn so với các bạn đã học nhiều năm. Nhưng đến cái giai đoạn tiếp theo á, nếu như các bạn mà mới học á mà không có sự bồi đắp liên tục và luyện Luca liên tục á, thì cái giai đoạn 2 á thì các bạn sẽ có một cái khó, đó là cái vốn từ vựng, vốn ngữ pháp và cái diễn đạt các bạn nó không đủ. Thì lúc đó nếu như các bạn mà có vốn đó đủ rồi mà phát âm chưa vững á, qua bên này nói tiếng Anh giống như tiếng Việt, nên cả hai nhóm nó đều có những khó khăn riêng chứ nó không phải là giống nhau, nhưng mà nhóm nào cũng có khó cái khó của mình. Nên là cái điều ở đây đó là không có là so sánh là bạn mình là học nhiều mình chưa có, không có như vậy. Tối hôm qua có một bạn từ khóa 62 hỏi là gọi 63 là gọi điện cho Hằng là nói là anh chỉ học một tháng nay dành rất là nhiều thời gian cho nó nhưng mà thấy kia chưa tiến bộ. Thì cái trường hợp này thì phải giải thích như thế nào cho các bạn hiểu, đó là từ từ mùng 7 tháng tháng 3 là ngày khai giảng đầu tiên cho đến hôm nay là mùng 7 tháng 4 là nó một tháng, và các bạn học 20 buổi, 20 buổi là nó tương đương với 30 giờ. Và nếu giống như cho tự học nữa, tự học 2 tiếng một ngày nữa và ngày nào cũng học á thì nó 60 giờ. 60 giờ cộng với 30 giờ là bằng 90 giờ. Đúng không? Thì 90 giờ is nothing. Nó không là cái gì hết á. Đó. Để cái châu Âu họ có một cái khung đánh giá là 5 cấp độ. Cấp độ đầu tiên là nói hello, good morning, hi, say goodbye, tức là những cái rất là cơ bản. Đến cấp độ 2 là đến cấp độ đi có thể giao tiếp được. Thì từ cấp độ 1 cho đến cấp độ 2 á là nó mất 1.000 giờ để đi một cấp độ, cho đến khi các bạn mà giao tiếp được ở mức thông thường á. Đó. Còn từ cấp độ 2 cho đến cấp độ 3 nó mất 5.000 giờ. Và người ta phân các cái cấp độ A1, A2, B1, B2 á, thì bạn nào đã đọc cái quyển Lên núi học tiếng Anh rồi thì các bạn đã thấy được là để mà đi qua một cấp độ nó không phải là mất là 1 giờ, 2 giờ, 100 giờ, 200 giờ, mà nó mất hàng ngàn giờ học để mà lên một cấp độ. Do đó các bạn thấy khi mà luyện thế éo đi vào các cái trung tâm quốc tế ví dụ như ASEC thì người ta là đưa theo là đi theo tiếng, ví dụ như là khóa này là khóa 200 giờ, khóa này là khóa 50 giờ, khóa này là khóa 100 giờ, là học liên tục như vậy thì người ta nghiên cứu hết rồi. Khi học đúng giờ, cứ đúng giờ đó mà học học nghiêm túc á, chứ không phải là vừa học vừa cầm điện thoại mà chọt 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 giống như Hải Thái Thiều lúc nãy đâu. Học nghiêm túc và chất lượng. Và cái cách mà để học nghiêm túc và chất lượng á là các bạn phải có một quyển vở. Và Hằng luôn luôn khuyến khích học trò ở trên làng có một quyển vở như thế này. Một quyển vở nhỏ khoảng bằng bằng cái lòng bàn tay này, và hàng ngày mở quyển vở đó ra và ngồi và ghi này, từ 7 giờ vào học đến 7 giờ 50 là học cái gì, từ 8 giờ 8 giờ 50 học cái gì, từ 9 giờ 9 giờ 50 học cái gì, và từ 10 giờ đến 11 giờ học cái gì. Buổi chiều 1 giờ đến 2 giờ, 1 giờ đến 1 giờ 50 học cái gì, 2 giờ đến 2 giờ 50 học cái gì, 3 giờ đến 3 giờ 50, tương tự như vậy. Và đến cuối ngày, và phải luôn bám sát vào đó, vậy làm đúng giờ đó, là dù có muốn là muốn học nữa là vì nó đang ở trên đá thì cũng phải nghỉ để mà đi break out, đi ra ngoài để mà, bởi vì nếu như các bạn cứ tiếp tục là thấy cảm thấy ô mình đang học mà mình đang học tốt mà cứ cố gắng học, nhưng á, nếu như các bạn gắng một một cái giờ đó thì giờ sau các bạn không học được. Do đó phải luôn luôn có 10 phút đi ra, dù có học được cũng đi ra đó. Và cuối ngày phải tổng kết được là hôm đó bạn học cái gì, còn cái gì chưa làm được, và kế hoạch của ngày hôm sau là gì. Tức là một quá trình nó liên tục như vậy thì nó mới tạo ra một cái giờ học chất lượng, chứ không phải là ngồi học mà ngồi lướt Facebook này rồi thấy bình thấy cái post ảnh hay comment vào, thấy một cái video lướt qua hay mở ra coi, thì nó sẽ dẫn các bạn không đi đến đâu hết á, mà là một giờ học chất lượng, là một giờ học thực sự đầu tư. Và các bạn sau
sau cái giờ học đó các bạn phải nốt được là các bạn học được cái gì từ đó và cái điểm mà cần cải thiện là cái gì. Đó, đó là cái kinh nghiệm của Hằng trong cái việc mà quản lý thời gian. Và Hằng làm nhiều được nhiều việc là do Hằng quản lý được cái thời gian đó tốt. Và từ hồi sinh viên chứ không phải là đến bữa nay. Đó, tập một thói quen đó là giờ nào việc đấy và khi làm là hết sức tập trung cho công việc. Nên khi lên làng đấy, Hằng thấy cái hiệu suất làm việc khoảng tăng gấp 3. Bởi vì sao? Không bị dính vào chuyện thị phi. Cũng cần phải mở rộng networking, cũng không cần phải là giặt áo quần la áo quần, cũng không cần phải là gossip với người nào người đấy. Mà mối quan hệ mình cứ hay có suy nghĩ đó là mình cần có mối quan hệ để làm việc này việc khác, nhưng không phải như vậy đâu. Cái mối quan hệ mà mình cần xây dựng nhất là với chính bản thân mình, với những người trong gia đình mình, với cộng sự mình, vậy là đủ rồi. Không cần phải là rộng rãi vài chục ngàn Facebook là friend Facebook thường, cái nữa là mối quan hệ xã giao thôi. Còn lại không cần phải mất nhiều thời gian vào chat và gossip đến các bạn. Thường thường khi chat với Hằng á, Hằng chỉ trả lời đúng cái đó vài dòng thôi, chứ không có ngồi là lan man chuyện này qua chuyện khác. Tập trung vào nội dung công việc của mình. Đó là cái kinh nghiệm của Hằng mà khi mà học để mà giải quyết cho câu trả lời là gì, tại sao em học một tháng nay em dành nhiều thời gian mà không tiến bộ. Các bạn có quyển vở và ghi lại cho Hằng, ghi lại xuống cho Hằng, đó là chưa làm được là bởi vì chưa luyện tập đủ. Nên đừng bao giờ hỏi vì Hằng là tại sao mà em làm cái này cũng làm cái kia chưa được là vì sao, luyện tập chưa đủ hết. Khi nào các bạn luyện tập đủ, tự nhiên nó có sự thay đổi. Sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất. Lượng chưa có sự thay đổi thì chất không có sự thay đổi. Đó là quy luật triết học rồi. Ok, nên là không có là nhận hỏi là tại sao em làm không được, vì luyện tập chưa đủ, nên là hỏi hàng câu đó là bị lá đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào từng phân tích từng cái một trong cái quy định của lớp học nhá. Có 4 cái quy định mà cần được làm chặt chẽ. Cái thứ nhất đó là đây là khóa coach, do đó cái thời gian lên lớp chỉ tập trung vào giai đoạn chỉnh sửa cho từng người. Và khi chỉnh sửa cho người này thì người khác không phải là ngồi chỉ có quan sát không, mà là các bạn phải tận dụng thời gian đó để luyện tập, chứ không phải ngồi xem thụ động. Và để mà lên trên lớp có sự để cho giáo viên chỉnh sửa thì các bạn phải làm cái bài tập đó ở nhà trước, tức là các bạn ít nhất phải hiểu được cái nội dung yêu cầu đó là gì, bởi vì tất cả các nội dung đó đều được gửi cho các bạn bằng dạng Word, bằng dạng video để các bạn xem trước và phải luyện tập trước. Và khi các bạn luyện tập đến 7-8 phần rồi á, thì lúc đó chỉnh sửa thì nó mới lên được 9-10. Còn nếu như các bạn luyện ở mức 4-5 thì chỉnh sửa một chút nó lên 6-7. Ok. Và là vì khi mức 6-7 có nghĩa là sai, với trong tiếng Anh á, đúng, gần đúng có nghĩa là sai, chứ không phải đó là mức 9-8 có nghĩa là tốt, xuất sắc, có phần thưởng. Không phải như vậy. Bởi vì đã là quy tắc, nó là quy tắc quốc tế thì mình làm đúng, chứ còn hở một chút cũng là sai. Thì các kinh nghiệm của các bạn trước á, thì trong cái giai đoạn mà kỳ âm này á, là các bạn phải dành từ 2 giờ đến 4 giờ mỗi ngày để luyện tập. Và bạn nào chắc âm, chỉ cần các bạn trong khóa học này các bạn nhớ cho 2 điều và cứ luyện tập rốt ráo vào cho Hằng. Thứ nhất âm lực, thứ hai phát âm, hai cái đó thôi. Là cái đó, giai đoạn về sau các bạn đi rất là nhàn nhã, đi quả nào nói cả nói từ nào là sắc sảo, từ đó là rung động, từ đó người khác nghe cái là thấy là nói hay liền luôn. Còn nếu như các bạn mà đi cái âm không chắc, càng lên phía trên là các bạn cảm thấy phải dùng, các bạn đó hay dùng một từ gì là từ hoang mang. Hoang mang bởi vì sao? Bởi vì mình không biết là mình đang đúng hay đang sai. Mình cứ nói một cách u cạc cạc về, nghe người ta nói xong rồi bắt chước lại như vậy, nhưng mình không biết là mình đang nói đúng hay nói sai. Là bởi vì sao? Vì dưới cái ấm này các bạn làm chưa chắc.
nên càng lên lên cao là càng bị hoang mang. Phải dùng từ hoang mang và các bạn phải lưu từ hoang mang này lại, bởi vì đây là cái từ mà rất nhiều bạn bạn dùng. Nếu giống như ở phía dưới module này chưa chắc. Và thông thường với cái module âm này á, một module này á, thì một sinh viên ngoại ngữ các bạn ấy mất 5 học kỳ, nó tương đương với 2 năm rưỡi để học. Trong cái đó của mình, module âm này chỉ cho phép 10 buổi cốt, bởi vì đây là một chương trình nén, nên lên lớp thằng sẽ không giải thích là âm đó nó đặt vị trí đó vị trí kia, mà là các bạn phải tự học nhỏ với nhau, tự thảo luận, tìm nhiều nguồn ngoài nguồn của hàng dài xem là có thể học được nguồn ở nào nào nữa để phát triển cái âm của mình. Nhưng mà trước khi các bạn học cái khác phải chắc cái của hàng trước, từng đó là đủ rồi. Ok, xem lại các kinh nghiệm luyện tập của lớp trước. Và thường thường cả các bạn á, mà các khóa trước là thời cái module đầu tiên là họ lấy cái ngày nghỉ trong năm để ở nhà luyện tập toàn thời gian, thì các mấy module về sau á, là họ đi rất là nhẹ nhàng. Rồi, cái nguyên tắc thứ hai á, là phát âm là chuẩn quốc tế. Mà chuẩn quốc tế có nghĩa là phải đúng 10 trên 10 mới đúng, 8 hoặc 9 trên 10 gần đúng, mà gần đúng có nghĩa là sai. Mà khi phát âm đến sai thì tất cả cả một cái hệ thống sau này của mình nó sẽ sụp hết, không được cái gì hết á. À, và khi mà một âm các bạn đúng á, thì các bạn xây nhà càng cao, cao bao nhiêu cũng được hết á. Và càng lên cao càng phải gia cố về âm. Rồi, cái quy định thứ ba, các bạn phải tham gia đầy đủ các buổi học, kể cả buổi học có giáo viên và các cái buổi học tự học. Thời gian buổi sáng là từ 5 giờ đến 6 giờ tối, và buổi tối là tự chọn. Buổi tối có thể là tự luyện nhóm hoặc tự học một mình, từ 7 giờ đến 9 giờ, và ngày nào các bạn cũng duy trì như vậy. Đó là kinh nghiệm của khóa trước. Nếu như việc nghỉ học và lên lớp muộn phải báo trước với nhóm, với giáo viên và nhóm trưởng. Giáo viên và nhóm trưởng tức là báo một lần hai người, mặc dù việc này không được khuyến khích. Trong lúc học cần phải ngồi thẳng lưng, không được tắt camera lúc học, và đi ra ngoài phải inbox riêng, không có inbox cả lớp, làm sao nhãng cho cả lớp. Và không làm việc riêng, gọi điện thoại, chat trong lúc học, tập trung 100% năng lượng cho việc học. Và điện thoại không được khuyến khích dùng, trừ trường hợp nhà các bạn mất điện thì dùng điện thoại 1-2 bữa chống cháy, còn lại cần phải có máy tính, nội mạng, có headphone và chỗ ngồi yên tĩnh để học hàng ngày. Và không được học bù, tức là dù có hai khóa chạy song song các bạn cũng không được học bù, không được học lại và không chuyển cho người khác. Mỗi người chỉ được cốt một khóa, và nếu như không thể hoàn thành khóa này, khóa sau các bạn phải đọc lại, nộp lại full học phí. Do đó đừng có nửa đường mà xin hằng là việc này việc khác em không thể thu xếp học được rồi cho em học lại khóa sau. Hằng sẽ không có chấp nhận cái đó và đã thống nhất từ đầu. Rồi. Và quy định cuối cùng đó là review on second body program. Thì việc này là các bạn hàng ngày sau khi luyện tập là có thể up lên record, up lên YouTube và sau đó là gửi link. Và khi review, bạn mình thì theo số thứ tự, số 1 sẽ review số 2 review số 3, số 3 review số 4 review số 5 review số 6 và số 6 sẽ review ngược lại số 1. Nó đi theo như vậy. Và khi review các bạn phải nói được là cái điểm tốt, cái điểm bạn mình làm được là cái gì, cái mà bạn mình có thể nên cải thiện hơn là cái điểm gì. Và sau đó, sau khi được nhận xét như vậy, các bạn có một cái bài sửa những cái điểm này, bởi vì nếu như các bạn không sửa là các bạn cứ sai mãi và cái việc mà review nó không có ý nghĩa. Và để cái review được cho bạn thì mình phải thực sự hiểu bài đã thì mình mới review được. Rồi, thì tại sao làm như vậy, thì các bạn click vào nút why and how. Thì đó là bộ này quy định. Xong rồi bây giờ các bạn có hỏi thêm gì Hằng nữa không, trước khi mình move sang một phần mới? Các bạn khi muốn giang tay phát biểu, các bạn click vào nút participant, xong rồi có nút là raise hand. Rồi các bạn thử công cụ này. Đúng rồi, Jenny làm được rồi này, các bạn khác.
Rồi, ok, good, good, good. Henry, Henry làm được chưa? Tìm được kiểu cuốn lụt đó chưa? Chị Hân tìm được chưa? Rồi, ok, tốt rồi. Henry tìm được chưa? Rồi, ok, được rồi đấy. Bây giờ có bạn nào có ý kiến gì không? Các bạn có thể nói. Rồi, nếu như không có cái hỏi han gì nữa, thì hôm nay mình kết thúc cái buổi mà giới thiệu đầu tiên về lớp ở đây, và ngày mai các bạn có một ngày để mở ra và đọc về nền tảng về âm. Các bạn có thể mở sách lên núi học tiếng Anh học, hoặc là ở trong cái link ở trong đó là có nền tảng về âm, các bạn phải đọc kỹ, đọc lui đọc tới để sau này mới thẩm được. Và cái thứ hai, mở toàn bộ cái nguyên âm đơn và nguyên âm đôi ra và luyện tập cùng với các bài khí. Các bài khí thì Hằng sẽ hướng dẫn sau một cái buổi khác. Rồi, bây giờ các bạn đọc cái nguyên âm đơn và nguyên âm đôi, xem cái video clip và luyện tập theo. Và lớp mình sẽ học vào sáng 2, 4, 6 với Hòa, tối 3, 5, 7 với Lộc. Tức là ngày tuần nào, ngày nào các bạn cũng học đó, sáng tối như vậy. Và Hằng sẽ review vào ngày Chủ nhật. Chị nói lại giúp em đi học tí được không ạ? Sáng 2, 4, 6 học với Hòa, tối 3, 5, 7 học với Lộc. Tối thì là mấy giờ chị? Từ 7 rưỡi đến 9 giờ tối. Ba năm bảy là buổi tối ạ. Đúng rồi. Lọc có Thế thể là ngày có. mai mình học buổi tối không? Không, bắt đầu từ từ từ. Ngày mai các bạn nghỉ một ngày full ngày để luyện tập trước, và bắt đầu sáng từ từ bắt đầu học với Hòa. Buổi đầu tiên. 3, 5, 7 là tối từ 7 giờ đến 9 giờ tối chứ nhỉ? 7 rưỡi đến 9 giờ. Tức là 9 giờ 30, 9 giờ. Ok, rồi, về nhá. Bye bye các bạn. Và Hằng sẽ gặp các bạn vào Chủ nhật hàng tuần. 246 là mấy giờ đến mấy giờ vậy chị? 5 giờ đến 6 rưỡi. Bây giờ mà con hỏi những cái đó nữa ấy. Chị đã gửi bao nhiêu lần rồi mà con cứ hỏi vậy. Xin lỗi chị, chủ nhật thì sao ạ? Chủ nhật tương tự 5 giờ đến 6 rưỡi.